Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là con diều biết tuổi thơ, con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm sông. Con về
Thank you.
sắm Tết, người dân hướng đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Thank you.
tu được mừng tọa, chúc tọa buổi chiều ngày hôm nay. Chương trình chúng tôi thì dài và cũng là thời lượng quá hạn. Thế là chúng tôi bây giờ chuẩn bị vào làm việc, thì xin mời toàn thể các cụ hội viên và anh em bên trong được mừng tọa và chúc tọa trên xã và thôn bảy đại diện. Người được mừng tổng cảm ơn và kết thúc phần lễ buổi chiều ngày hôm nay. Cùng dưỡng ông bà cha mẹ trong thường ngày và mỗi dịp xuân về, các con các cháu lại quây quần tổ chức mừng tọa cho ông bà cha mẹ mình, nhằm tôn vinh lớp người cao tuổi Việt Nam, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 86 tuổi. Cả dân tộc Việt Nam ta vừa hưởng một cái Tết cổ truyền của dân tộc thật là đầm ấm và tràn đầy hạnh phúc. Với muôn nhà, một mùa xuân chuyển giao của đất trời, bao nhiêu thế hệ đi trước, nhất là lớp người cao tuổi, đã làm nên nhiều điều kỳ diệu cho quê hương đất nước. Tôi xin trân trọng giới thiệu về cấp xã, có Nguyễn Quốc Ngữ, thường vụ hội người cao tuổi xã Văn Đức, đề nghị các cụ nhiệt liệt chào mừng. Và cấp thôn, ông Nguyễn Hữu Giá, bí thư chi bộ, đề nghị hội nghị trưởng nhiệt liệt chào mừng. Hai, ông Nguyễn Văn Hữu, phó bí thư trưởng thôn, đảng ủy phụ trách, đề nghị các cụ nhiệt liệt chào mừng. Ba, ông Nguyễn Chí Tôn, cấp ủy phụ trách văn hóa xã hội, đề nghị các cụ nhiệt liệt chào mừng. Các ông bà trưởng các ban ngành đoàn thể trong thôn cùng toàn thể các cụ hội viên, anh em con cháu của các cụ cũng có mặt đông đủ dự lễ mừng tọa hôm nay, đề nghị các cụ nhiệt liệt chào mừng. Đồng thị Kiều, hạ Nguyễn Thị Kiều. Mời các cụ cho một tràng pháo tay. Nhà nhiếp ảnh chụp cho một cô để làm lưu niệm. Để tiếp theo các cụ cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho các cụ. Ông gái đi vào đi.
Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Chí Tôn lên chào trao quà của thôn cho các cụ. Xin trân trọng kính mời ông. Thầy hội đồng cấp ở xã Văn Đức, kính thưa các đồng chí, thay mặt cho cấp ủy chính quyền cùng toàn thể các cụ được chúc thọ ngày hôm nay, và các cụ hội viên hội người cao tuổi cùng anh em con cháu trong gia đình các cụ được chúc thọ ngày hôm nay, thay mặt cho cấp ủy chính quyền thôn cùng toàn thể hội viên hội người cao tuổi chúc 22 cụ có một sức khỏe mạnh, cùng với anh em chúng tôi làm thế nào chúng ta đoàn kết xây dựng quê hương vĩ đại, sang năm 2016 sẽ hoàn thành 19 tiêu chí của xây dựng nông thôn mới. Để đạt với cái tiêu chí của xã năm 2016 thì xã ta sẽ hoàn thành 19 tiêu chí. Cái thứ hai là một số cái công việc của làm thì cũng thông báo với các cụ, với toàn thể là gia đình là thôn vĩ đại, là đến giờ phút này thì anh em chúng tôi đã gần hoàn chỉnh cái tiêu chí đường giao thông nông thôn. Hiện tại bây giờ là chúng tôi chỉ còn một ngõ nữa, còn 16 ngõ là chúng tôi đã làm hoàn chỉnh. Và cái đường ở ngoài cửa làng thì bắt đầu sang mùa xuân này thì chúng ta cũng cùng với lại xã và huyện sẽ tiến hành làm cái con đường từ chạy mít và về đến thôn cây khẩu là dài 3 cây số 2. Thế thì cũng báo cáo với lại các cụ cùng toàn thể là các gia đình và con cháu và về thì thấy xây dựng quê hương. Cái thứ hai là cho trường mầm non, vì cái nhà văn hóa này là hơi chật, thế thì cũng báo cáo như vậy. Cái thứ ba là sang mùa xuân tới này là nhà có rồi, đình có rồi, chùa có rồi, nhà tưởng niệm thì chúng tôi chuẩn bị xây, và nhà văn hóa thì tiếp tục chuẩn bị xây, và đường xá trong nông thôn thì cũng đã hoàn chỉnh 90%. Thế thì cũng báo cáo với lại toàn thể các cụ như vậy. Một lần nữa thì cũng xin kính chúc các cụ được chúc thọ ngày hôm nay, và các gia đình anh em con cháu mạnh khỏe, cùng đoàn kết với anh em chúng tôi để xây dựng quê hương vĩ đại. Xin chân thành cảm ơn. Ông Nguyễn Quốc Ngữ, thường vụ hội người cao tuổi xã Văn Đức, nên có lời phát biểu với các cụ được mừng thọ, chúc thọ ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể các cụ được chúc thọ tuổi vàng tuổi bạc hôm nay, và kính thưa toàn thể các cụ ông cụ bà đến dự buổi lễ trao mừng thọ, và toàn thể anh em trong gia đình của các cụ được đến mừng thọ hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới. Thay mặt cho thường vụ người cao tuổi xã Văn Đức, tôi xin gửi tới các cụ và toàn thể các gia đình anh chị em một xuân bính thân, xuân đầy ắp mùa xuân, và chúng ta vui khỏe hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Tổng số xã nhà là có 91 cụ và có 20 cụ trên 100 tuổi, và đơn vị của Vĩnh Đại 7 là đơn vị được nhiều nhất các cụ chúc thọ. Đây là một niềm vui, là một niềm mừng. Tôi rất vinh dự được thay mặt cho 22 cụ hôm nay chúc thọ. Vinh dự thứ hai là chúng tôi là một người dân, một người công dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sống dưới chế độ của Đảng, ơn Đảng, ơn Chính phủ, ơn chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta tốt đẹp. Hôm nay 22 các cụ chúng tôi vinh dự được chúc thọ hôm nay là một dấu ấn của đời đời. Chúng tôi xin ghi nhận những công lao to lớn đóng góp của các đồng chí
lãnh đạo địa phương rồi các ban ngành đoàn thể đã giúp chúng tôi được sống cùng với con cháu trong gia đình nuôi dưỡng, cũng như ý kiến phát biểu của các vị đại biểu. Không có gì vinh dự hơn hôm nay chúng tôi được nhận cái danh dự này là vô cùng lớn lao, và xin cảm ơn các cụ, các đồng chí lãnh đạo địa phương, và chúng tôi xin hứa làm tốt và làm tốt hơn nữa, sống làm sao xứng đáng là người cao tuổi, mẫu mực làm gương cho con cháu sau này. Xin cảm ơn tất cả các cụ và cảm ơn tất cả con cháu hôm nay có mặt tại đây. Xin cảm ơn hội người cao tuổi thôn nhà. Chúc các cụ và toàn thể gia đình được mạnh khỏe. Xin cảm ơn. Cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu, cấp ủy, chính quyền thôn Đại Bảy, nhà nhiếp ảnh, các ông bà, ban ngành đoàn thể trong thôn, nhất là các cụ hội viên hội người cao tuổi, các anh em con cháu của các cụ. Tôi xin tuyên bố bế mạc lễ mừng thọ hôm nay. Chúc các vị đại biểu cùng toàn thể hội viên một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn.